Xin chào, bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Mosso 720 TCA được trang bị full một bộ group Shimano 105 full nhôm. Và bây giờ sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Toàn bộ phần khung của chiếc xe thì được làm từ nhôm 7005. Nhôm 7005 là một loại nhôm có độ bền, chịu được cái cường độ cao, một loại nhôm siêu nhẹ, chuyên dụng để sản xuất lên những cái khung xe đạp. Nhôm 7005. Về phần càng trước của chiếc xe thì là càng carbon. Chiếc xe được sử dụng một bộ group của Shimano 105. Bánh 700C, vành Shimano, Mayo cũng Shimano. Về phần trên tay lắp thì cũng được trang bị một bộ tay lắp của Shimano 105. Do là chiếc xe này đã qua quá trình sử dụng cộng với cả là xe bãi nên là nó xuất hiện một vài vết xước nhỏ không thể tránh khỏi. Còn về tổng thể của chiếc xe thì các bác đánh giá như trên hình thì chiếc xe này còn một cái độ mới nữa, còn nó khá là nhiều. Nước sơn xanh đen rất là thể thao, nhìn từ xa chiếc xe rất là đẹp. Và giám sát vào đo size và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Để chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m6768 đến 7778 như là phù hợp. Chuyển động rất là chuông chu và mượt mà. Chiếc xe đang bán cho em với mức giá là 13.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả là ấn nút chuông để nhận những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.